Hello, xin chào tất cả anh chị bạn nhé. Em Thương lại xin phép được giới thiệu cho anh chị bạn một cái gốc cẩm này 40kg, hàng đông đặc luôn. Ok, em xin để đi vào giới thiệu kích thước luôn cho anh chị bạn nhé. Kích thước ở chiều cao đây là được 65, ngang từ đây qua đây là 40. Đây, vân trên đầu đây. Vân thì riêng phần vân đây chỉ đen này, cực đẹp luôn. Còn đường kính lõi này 12, 9,5. Còn đường kính cả rác cả lõi là 15, 16. Đây, phần bên đây là độc lõi không anh? Lõi hết đi. Đấy, từ đây qua đây cũng 45 luôn. 45 luôn. 40kg anh chị bạn nhé. 40kg. Lõi hết. Đây là cũng lõi hết đi. Không có sâu xa bọng bẹn hết. Đây là nó nhẵn như cái trôn. Từ đây qua bên đây là 50 chị bạn nhé. 50. Đục phay bình đều ok. Đục phay bình đều ok chị bạn ạ. Đấy, phần này cực kỳ đẹp luôn. Dạ vâng, anh chị bạn nào thiện chí thì liên hệ cho em số điện thoại 0338918991 nhá. 40kg. Cho chị bạn xem cái đế nhá. Đế em bao đặc luôn này. Đấy, bao đặc luôn cho anh chị bạn luôn. Lõi không đi nha, riêng mặt đây độc lõi anh chị bạn nhé, lõi hết. Đấy, chỗ đây thì nó nhẵn như cái trôn, không có gì hết, không sâu xa bọng bẹ hết, cam kết 100%. Đục phay bình nghệ thuật đều vip. Dạ vâng, anh chị bạn thiện chí thì liên hệ em số điện thoại 0338918991 nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá, giá cực kỳ hữu nghị thôi.